Xin chào tất cả các bạn nhé, chúc bạn ngày mới vui vẻ. Trong buổi sáng hôm nay thì mình lại đi săn câu lông cho các bạn xem nhé. Những chiếc xe của nhà lông, phải nói là những con trâu, con bò vô cùng khỏe. Đó là những chiếc xe câu lông ba bánh tự chế của những người nông dân. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bãi để xem hôm nay có con xe nào chở gì không nhá. Chào anh sếp nhá. À đây rồi, hôm nay ở bãi có hai con xe, một con chở xi măng và một con đã cầu lên một khay gạch các bạn nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi theo chiếc xe công lông này đến công trình quen nhé. Chiếc xe công lông chở một khay gạch 1.000 các bạn nhá, 1.000 gạch.
Trước mặt các bạn là công trình đang xây một ngôi nhà khá là to ở trong xóm các bạn nhé. Và theo mặt quan sát của mình thì đây là một ngôi nhà một kho một bụi dạng biệt thự mini. Bác tài xế đang phải làm cái con đường để đi vào. Nếu mà không san phẳng ra thì cái khay gạch kia nó sẽ hất văng xuống. Đây là cận cảnh con trâu của nhà Lông các bạn nhá. Các bạn có nhìn thấy quả ghế chưa? Quả ghế này được chế giảm sóc. Khác biệt với các phiên bản của các con xe khác thì con này ghế của bác tài xế sẽ được chế giảm sóc của xe máy nhé. Trông vậy thôi mà cái này hiện đại nhá. Như ghế ô tô. Đấy, hôm nay mới để ý quả ghế của ông. Ghế nhiều mà ghế ô tô. Thank you.
mình xin kết thúc video đây nhá. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhá.